Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Doanh nghiệp Thanh Hóa linh hoạt sáng tạo, nắm bắt xu hướng thị trường. Vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho học sinh sinh viên đến trường. Khu danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc bảo tồn loài khỉ lông vàng với số lượng lớn. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng qua, chiếm gần 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 8 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 18,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng qua, đã có 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Tiếp đến là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục có xu hướng cải thiện hơn theo từng tháng so với các tháng đầu năm. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu. Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 8 năm 2023 ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo giảm 0,6%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,7%, ngành khai khoáng giảm 2,5%. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận, trong 8 tháng qua, chỉ số sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ, sản xuất sản phẩm thuốc lá, cao su, khai thác quặng kim loại, chế biến thực phẩm. So với cùng kỳ năm trước, có 49 địa phương tăng, 14 địa phương giảm chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng năm 2023. Trong tháng 8 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho một dự án đầu tư trực tiếp trong nước và hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký khoảng 195 tỷ đồng và 45,8 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 8 tháng năm 2023, Thanh Hóa đã thu hút được 59 dự án đầu tư trực tiếp, gồm 31 dự án đầu tư trong nước, 16 dự án có sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư và 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 25.700 tỷ đồng. Và trên 194 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải quyết vướng mắc về quy hoạch tại các cụm công nghiệp, làm việc với các nhà đầu tư để giải quyết khó khăn cho các dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn và một số dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho công tác triển khai dự án và tạo lực hút đầu tư. Nhờ đó đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Những năm gần đây, xu hướng thị trường liên tục thay đổi ngày càng nhanh chóng. Điều này đã đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp về cập nhật kiến thức, xu hướng mới, sáng tạo và làm mới các sản phẩm, dịch vụ để bắt kịp sự thay đổi của thị trường và người tiêu dùng. Từ doanh nghiệp chỉ sản xuất và kinh doanh thiết bị trường học, để mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức đã kết hợp cả sản xuất thiết bị trường học và sản xuất nội thất văn phòng, nội thất nhà ở. Sản xuất nội thất là lĩnh vực cạnh tranh cao, liên tục thay đổi theo yêu cầu của người sử dụng. Các giải pháp trong thiết kế cũng như thi công lắp đặt nội thất liên tục thay đổi, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tăng tiện ích mà vẫn tối ưu hóa chi phí. Vì vậy, việc đào tạo, cập nhật kiến thức luôn được người đứng đầu công ty quan tâm. Doanh nghiệp phát triển trong cái thời đại ngày nay, thì cái việc mà liên tục học hỏi là cái việc là rất là cần thiết. Bản thân lãnh đạo doanh nghiệp cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên cũng là phải thường xuyên cập nhật những cái mới và những cái công nghệ mới và đưa những cái kiến thức đó để ứng dụng vào cái công việc của mình, thì lúc ấy mình mới trở nên không lạc hậu và mới có những cái sáng tạo mới đưa ra những cái sản phẩm phù hợp nhất ra thị trường.
Ngoài trực tiếp tham gia các lớp đào tạo nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, rất nhiều các chủ doanh nghiệp đã mời các giảng viên là các chuyên gia, những người có chuyên môn và kỹ năng về đào tạo cho cán bộ và người lao động trong doanh nghiệp. Các kiến thức sát thực tế với ngành nghề mà họ đang làm việc đã mang lại ý nghĩa thiết thực và tạo sự hứng thú đối với người học. Với doanh nghiệp chúng tôi thì hàng năm vẫn đều là có các cái kế hoạch đào tạo. Đào tạo kể cả cho người lao động, cho chuyên viên, rồi là đến trưởng bộ các vùng ban, kể cả ngay ban lãnh đạo. Đấy cho nên là cái việc đào tạo đối với doanh nghiệp là nhằm nâng cao được cái trình độ kiến thức cũng như kỹ năng cho người lao động, cho cán bộ công nhân viên chúng tôi. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, hàng năm từ nguồn kinh phí của tỉnh, của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và của các doanh nghiệp, VCCI chi nhánh Thanh Hóa tổ chức khoảng 120 lớp đào tạo cho doanh nghiệp. Các lớp đào tạo theo hướng củng cố nền tảng, bổ sung, cập nhật các kiến thức, xu hướng mới, không chỉ giúp doanh nghiệp mở mang kiến thức mà còn giải quyết được các vướng mắc trong thực tiễn hoạt động. Chúng tôi thấy rằng là những cái doanh nghiệp mà có quan tâm tới cái việc đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ quản lý và người lao động thì là những cái doanh nghiệp mà có cái sự phát triển ổn định và bền vững nhất. Không thầy đố mày làm nên hay học học nữa học mãi là những triết lý luôn đúng với con người trong mọi hoàn cảnh. Bởi lao động dựa trên nền tảng tri thức cũng sẽ kích thích sức sáng tạo, giúp mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp có thể linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh để đạt tới thành công. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hướng dẫn chi trả mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc, tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công, chuyến bay bị chậm 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2023. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, Nghị định số 55/2023 của Chính phủ quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Mức chuẩn trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 55/2023 được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng. Thông tư số 11/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu như sau. Trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưởng tháng 6 năm 2023 nhân 1,125. Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 0,3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng một tháng một người. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng nếu có mức hưởng 2,7 đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Thông tư 19/2023 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Có quy định đáng chú ý, khi có thay đổi thời gian khởi hành của chuyến bay, các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo ngay cho hành khách về việc thay đổi này. Trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển từ 2 giờ trở lên, các hãng phải đổi hành trình phù hợp với hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyến bay đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu, chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên. Nếu khách hàng không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng. Là vùng đất có truyền thống hiếu học, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo nghề trong cả nước. Vậy nhưng vì gánh nặng chi phí học tập nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con theo học. Trong bối cảnh đó, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường theo đuổi ước mơ học tập. Nhờ có chương trình tín dụng cho học sinh sinh viên, 2 năm qua, gia đình chị Hoàng Thị Thao ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa có thể yên tâm nuôi con theo học đại học. Chị Thao cho biết bản thân không có công việc ổn định nên khi nghe tin con gái đậu đại học, chị vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì con có cơ hội học lên cao, nhưng lại lo vì không biết lấy tiền đâu đóng học phí cho con. Biết đến chương trình cho vay học sinh, sinh viên, gia đình chị đã được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn nhanh chóng, thuận lợi. Nếu mà không có nguồn vốn này thì cũng chưa chắc gia đình tôi cũng như những gia đình khó khăn đã cho con em được tới trường. Tăng cường động viên cho cháu theo đuổi ước mơ của mình để cháu ra trường để có nguồn vốn để hoàn lại và để bên trả lại bên chính sách ạ.
Chương trình tín dụng cho vay học sinh sinh viên được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai dành cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Đặc biệt, thời gian trả nợ dài kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn mới phải trả nợ gốc và tiền lãi vay lần đầu tiên, giúp các em yên tâm học tập. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay học sinh sinh viên tại Thanh Hóa đạt hơn 253 tỷ đồng với hơn 6.300 lượt khách hàng vay vốn. Triển khai cho cái năm học 2023-24 thì đối với phòng giao dịch Thọ Xuân cũng đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân huyện để rà soát các cái đối tượng học sinh sinh viên, các cháu đậu đại học và đậu tổng hợp có nhu cầu vay vốn thì khoảng 1.900 học sinh sinh viên. Đầu tháng 9 này thì chúng tôi tiếp tục giải ngân cho cái số học sinh sinh viên đăng ký nhu cầu này được tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của nhà nước. Với mục tiêu không để học sinh sinh viên phải bỏ học do khó khăn về tài chính, các cán bộ Ngân hàng Chính sách chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để mạnh tuyên truyền chương trình cho vay học sinh sinh viên đến với người dân. Nguồn vốn tuy nhỏ nhưng ý nghĩa nhân văn mang lại rất lớn, không chỉ chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập mà còn giúp các em học sinh sinh viên vững bước theo đuổi ước mơ và tạo dựng tương lai sau này. Là lực lượng đông đảo trong xã hội, sự tham gia của phụ nữ góp phần tạo nên những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Với phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân đã và đang góp phần không nhỏ đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới của địa phương. Để vận động thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, hàng năm các cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân đã đăng ký với cấp ủy chính quyền xã thị trấn các hoạt động phần việc cụ thể. Phụ nữ huyện Như Xuân đã tuyên truyền xây dựng các mô hình điểm, thu hút cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp với các mô hình nhà sạch vườn đẹp, hàng rào xanh, đường hoa, cây xanh thay thế cỏ dại ven đường, không chỉ làm cho môi trường sống thêm khởi sắc mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Từ khi phát động làm sạch môi trường thì tôi thấy là chị em rất là tham gia rất tích cực, mỗi người đều có một cái tinh thần tự giác. Bình thường thì vẫn chị em tức là vẫn kêu gọi nhau tức là ngõ liền ngõ và đường liền đường thì chúng ta cũng mỗi người một ý thức để luôn luôn nhổ cỏ với là dọn quét dọn sạch sẽ để cho môi trường sạch sẽ thì để bảo đảm cho cái sức khỏe của con người. Hàng năm chúng tôi đã rà soát và đăng ký cái công trình phần việc với cấp ủy chính quyền. Thì đối với cái tình hình thực tế tại địa phương thì chúng tôi đã chọn phần việc là trồng bờ rào xanh và đường hoa và công tác vệ sinh môi trường. Đó là những cái phần việc mà chúng tôi thấy phù hợp và thiết thực đối với cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn xã. Và để thực hiện được cái hiệu quả, cái hoạt động này thì chúng tôi đã chọn các tuyến đường để xây dựng các mô hình điểm tại các chi hội và để từ đó để nhân rộng ra toàn xã. Đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân đã phát động trồng được gần 60 km đường hoa cây xanh, hàng rào xanh. 127 chi hội phụ nữ đều tự ươm cây giống để nhân rộng mô hình. Vận động nhân dân xây dựng trên 100 hộ nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu. Đặt được trên 1.000 thùng nhựa phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân cũng chú trọng vận động hỗ trợ hội viên nỗ lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hội phụ nữ đã tiến chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn ưu đãi, khuyến khích các chi hội tiết kiệm để giúp hội viên vay phát triển kinh tế, hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Chúng tôi cũng thấy được rằng là được cái sự đồng tình ủng hộ và cái sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em hội viên phụ nữ cũng như là bà con nhân dân. Từ đó thì góp phần vào cái kết quả chung của huyện trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Thì trong cái thời gian tới thì để đạt được những cái kết quả hơn nữa thì hội phụ nữ huyện thì sẽ cùng với cấp ủy chính quyền của huyện chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những cái việc làm rất là thiết thực, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những cái kết quả và những cái mô hình điểm trong cái thời gian vừa qua đạt được để chúng tôi nhân ra diện rộng. Những kết quả đạt được trong việc tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng là tiền đề quan trọng để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần chung sức xây dựng huyện miền núi Như Xuân ngày một phát triển. Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 70 cơ sở công lập với quy mô khoảng 7.400 giường. Đến năm 2025, hệ thống có khoảng 2.300 cán bộ nhân viên và đến năm 2030 dự kiến có khoảng 2.500 cán bộ nhân viên. Các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng được chia thành cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng do cấp tỉnh quản lý và được phân bố theo 3 mô hình: mô hình điều dưỡng người có công, mô hình nuôi dưỡng người có công, mô hình nuôi dưỡng kết hợp điều dưỡng người có công. Quy hoạch nhằm phát triển hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp, đủ quy mô, năng lực, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng, tạo thuận lợi để người có công được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần. Khu danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc được ví như Tràng An thu nhỏ của Thanh Hóa bởi non nước giao hòa. Điều đặc biệt nữa là ở đây còn đang bảo tồn loài khỉ lông vàng với số lượng lớn. Bà Hà Thị Nhàn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Hàng ngày ngoài công việc ở chùa Linh Ứng nằm trong khu danh thắng Kim Sơn, bà còn cùng sư thầy chuẩn bị đồ ăn cho đàn khỉ trong núi. Sớm đến là tầm 7 giờ 7 rưỡi là bà cho một giỗ ngô hoặc chậu ngô gì đó, rồi vải ra cái sân đây rồi là khỉ xuống ăn, đàn khỉ đàn chim ăn xuống ăn đông vui lắm. Theo bà Nhàn và nhiều người dân địa phương, trước đây khu vực núi đá này có rất nhiều khỉ sinh sống, song do tình trạng khai thác đá và săn bắt động vật hoang dã nên đã có lúc số lượng khỉ giảm sút. Sau khi khu danh thắng Kim Sơn được thành lập, việc bảo tồn cảnh quan môi trường được đặt lên hàng đầu nên số lượng khỉ tăng lên. Đàn khỉ cũng thân thiện với con người hơn. Có những hôm, số lượng khỉ rủ nhau về chùa Linh Ứng lên tới hơn 100 con. Lá rừng thì tự đi kiếm lá, còn mình bố thí chỗ ăn chỗ nua để chúng bảo tồn lại cái đàn khỉ. Hiện nay, du khách đi thuyền dọc suối Ấu quanh khu danh thắng Kim Sơn vẫn có thể nhìn thấy đàn khỉ leo trèo ở các dãy núi đá của khu danh thắng. Do được bảo vệ nên hiện nay số lượng khỉ lông vàng tại khu danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc có khoảng 200 con. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn động vật hoang dã được cả người dân và chính quyền địa phương xác định là cách làm du lịch bền vững. Mùa hè năm nay, Thanh Hóa ghi nhận sự nở rộ của loại hình du lịch sinh thái gắn với suối thác. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển, yêu cầu về quản lý các điểm du lịch suối thác tự phát cũng là vấn đề cần được các địa phương đặc biệt quan tâm. Homestay Suối Đang ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh được du khách biết đến nhiều bắt đầu từ năm 2023. Việc tận dụng các dòng suối thác tự nhiên để phát triển du lịch còn rất mới mẻ, song bước đầu đã thu hút được nhiều du khách, đồng thời làm thay đổi nhận thức người dân bản địa về cách thức làm du lịch. Chúng tôi cũng mong muốn làm sao là để cho phát triển được cái ngành du lịch. Thì thứ nhất là gia đình tôi và thứ hai nữa là dân ở đây thì cũng có nguồn thu được. Ví dụ trồng cái rau, nuôi con gà, con vịt thì cũng bán được. Còn tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, nhiều hộ dân địa phương cũng tận dụng dòng sông ngang chảy qua địa bàn để phát triển du lịch sinh thái gắn với suối. Loại hình du lịch này đã có cách đây vài năm, song đến nay các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi mới phát triển mạnh. Phải nói một từ là hòa nhập nhưng mà không hòa tan, có nghĩa là mình vẫn bắt kịp xu thế của thời đại, có nghĩa là vẫn có những cái dịch vụ mà gọi là có sao so với những cái khu phát triển trước đây, còn ngược lại bà con vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc, có nghĩa là vẫn là một người dân tộc thì ở đây vẫn có các phong tục tập quán này, rồi các món ăn, rồi kể cả các làn điệu dân ca các thứ ở đây người ta vẫn còn gìn giữ được cái nét dân tộc đó. Với địa hình đa dạng, nhiều sông suối thác, các huyện miền núi Thanh Hóa có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch mới này. Tuy nhiên, cũng bởi vì mới nên các điểm du lịch vẫn thiên về tự phát, nhỏ lẻ, thiếu bài bản. Các vấn đề về an toàn và môi trường cũng còn những hạn chế nhất định. Để định hướng phát triển du lịch suối thác, nhiều địa phương đã rà soát quy hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các quy định cần thiết trong kinh doanh dịch vụ du lịch. Chúng tôi có tham mưu là đưa các cái quy hoạch
về phát triển du lịch, trong đấy có các cái khu vực sông suối trên địa bàn. Bên cạnh đấy thì phòng cũng tham mưu cho huyện ban hành các cái văn bản hướng dẫn đến các xã thị trấn về quản lý phát triển du lịch trên địa bàn, trong đấy về các cái lòng sông suối để nó đảm bảo về cái sự an toàn cũng như là các tiềm năng phát triển du lịch để nó không phá vỡ cảnh quan. Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với suối thác là hướng đi cần được khuyến khích nhằm tận dụng tiềm năng thế mạnh vùng biển trong phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, tỉnh cũng như các địa phương cần rà soát, có quy hoạch và kế hoạch phát triển loại hình du lịch này, tránh sự phát triển tự phát, nhỏ lẻ, thiếu bền vững. Tỉnh Thanh Hóa có 52 phường xã vùng ven biển thuộc 6 huyện thị xã thành phố. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các trường học tại các xã đảo và xã ven biển đã sẵn sàng cho năm học mới. Năm học 2023-2024, xã đảo Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc có 3.600 học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Đặc thù của xã đảo là đông dân cư, đất sản xuất ít, đời sống người dân khó khăn, phụ thuộc phần lớn vào nghề đi biển, tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm cao. Do vậy, các nhà trường đã hết sức nỗ lực để duy trì số học sinh đi học trước ngày khai giảng. Giáo viên trên lớp đang thiếu. Và thứ hai, cơ sở vật chất nhà trường đang thiếu phòng học. Cho nên là cái độ tuổi mẫu giáo thì chúng tôi đảm bảo lớp. Nhưng mà cái độ tuổi nhà trẻ thì là chúng tôi đang thiếu phòng học. Cho nên là chỉ huy động được 30 cháu trên 2 nhóm lớp. Theo quy định thì chúng tôi phải là đông học sinh như vậy, 4 nhóm lớp cơ. Tuy là đã đảm bảo về các phòng học, thế nhưng mà đang còn thiếu về các phòng chức năng, các phòng thực hành và đặc biệt là thư viện chưa đạt chuẩn. Thứ hai là sĩ số của trường là di biến động rất là lớn. Thì nhà trường sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền vận động để học sinh về tự trường đúng ngày khai giảng năm học mới. Theo quy định, ở bậc tiểu học, khi giảng dạy 2 buổi một ngày cần bố trí 1,5 giáo viên cho một lớp. Ở bậc mầm non cần bố trí tối đa 2,5 giáo viên cho mỗi nhóm trẻ, tối đa 2,2 giáo viên mỗi một lớp mẫu giáo. Tuy nhiên, quy định này khó thực hiện đối với các trường tại các xã ven biển. Bên cạnh đó, trường học tại khu vực này còn rất khó khăn về cơ sở vật chất như thiếu phòng học và các phòng chức năng. Đội ngũ giáo viên của nhà trường, cả giáo viên văn hóa và giáo viên các bộ môn thì thiếu với cái số lượng đó là 13,9 giáo viên của tổng số toàn trường. Mặc dù là như thế nhưng mà đối với nhà trường thì cũng đã hợp đồng được với lại tất cả giáo viên, đặc biệt là giáo viên văn hóa đấy, cũng đã tương đối là đến thời điểm này cũng đã đầy đủ cơ sở vật chất khó khăn. Hiện tại là chúng tôi cũng đang lấy các cái phòng chức năng ra để làm phòng học. Năm nay số lượng học sinh là tăng hơn năm học trước mà số giáo viên là thiếu nhiều như vậy thì nhà trường cũng đã đưa ra cái phương án, tức là ưu tiên cho học sinh cái khối nhà trẻ là ưu tiên định biên mỗi lớp là 2 cô và lớp mẫu giáo bé cũng là ưu tiên là mỗi lớp là 2 cô. Vượt qua những khó khăn đã tồn tại nhiều năm, với sự nỗ lực từ chính quyền địa phương và người dân, các trường học vùng biển đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, người dân liên hệ số điện thoại 0995 676767 hoặc 069 234 2608 phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, số điện thoại 1900 599 870 máy lẻ 2. Phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, liên hệ số điện thoại 1900 599 870 máy lẻ 1. Phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, liên hệ số 0865 367 565 Cục Đường sắt Việt Nam. Về hàng không, liên hệ số 0916 562 119 Cục Hàng không Việt Nam. Về đường thủy, liên hệ số 0942 107 474 Cục Đường thủy Nội địa. Về hàng hải, liên hệ số
0914 689 576 Cục Hàng hải Việt Nam. Để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ tới số điện thoại của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 081 911 5911. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải của người dân dự kiến sẽ tăng cao so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các phương án phục vụ và đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Để phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngoài số lượng xe hiện có, công ty cổ phần taxi Bắc Trung Nam đã tăng cường thêm 10% số xe dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Đồng thời, công ty đã quán triệt đến toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm các nội quy quy định trong hoạt động kinh doanh cũng như việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi lưu thông trên đường, bố trí thêm nhân viên trực tổng đài và chăm sóc khách hàng để tiếp nhận các cuộc gọi đặt xe và phản ánh của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng cường quản lý toàn bộ hoạt động của đội ngũ lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Để chuẩn bị tốt cho người dân đi lại trong dịp mùng 2 tháng 9 này thì tất cả các phương tiện chúng tôi đều cho kiểm tra mức độ an toàn của phương tiện. Thứ hai, tuyên truyền tới tất cả đội ngũ lái xe trong kinh doanh phải đảm bảo an toàn giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông và có những thái độ phục vụ khách hàng được chu đáo, ân cần, văn minh và lịch sự. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ lễ, dự kiến lượng khách sử dụng dịch vụ taxi trên địa bàn tỉnh tăng cao. Vì vậy, taxi Mai Linh Thanh Hóa đã chủ động lên phương án phục vụ hành khách. Dịp mùng 2 tháng 9 này, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm 50 đầu xe với mục tiêu phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh việc tăng đầu xe thì công tác tập huấn, tuyên truyền cho lái xe chấp hành quy định khi tham gia giao thông luôn được đơn vị chú trọng và quan tâm. Đặc biệt là nghiêm cấm và xử phạt nghiêm lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện chở khách trên đường. Trước khi mà phục vụ khách hàng thì Mai Linh Hóa cũng đã tổ chức cái hội nghị đối với anh em lái xe để quán triệt cho anh em về cái việc chấp hành tốt cái quy định của nhà nước về cái luật an toàn giao thông. Và đặc biệt là không cấm uống rượu bia khi mà tham gia giao thông, thì cái đó là cái là đối với Mai Linh thì thực hiện nghiêm cái việc thực hiện cái nghị định 100 của chính phủ về cái việc không uống rượu bia và đặc biệt là cái chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất. Đến thời điểm này, các hãng taxi đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dân. Trong những ngày nghỉ lễ, áp lực lên vận tải hành khách sẽ rất lớn bởi lượng người đi lại rất đông. Vì vậy, sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp taxi sẽ giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn. Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.